Hơi bị khùng tí xíu thôi. Ngồi bên trường chợ hoa chợ quỷ không có được đi nè. Phải delay. Phải đi trễ chứ không phải delay. Thank you.
cả nhà. Hello cả nhà, chúc cả nhà ngày thứ bảy vui vẻ, năng lượng và tích cực và hạnh phúc bên gia đình. Và thứ bảy này, ngày hôm nay tất cả mọi người có muốn nấu gì ăn cho cả nhà mình không? Ok, còn Phi Nhung thì chắc là phải nấu đồ ăn cho các con ngày thứ bảy cho vui vẻ và tập thể thao, da hồng hào, người khỏe mạnh, học tiếng tới, giúp nước nhà, giúp nước nhà, giúp nước nhà. Sáng sớm ngày mai hoa hồng bán cho bao người qua, anh đã từ xa bước đến ghé qua gian hàng, ngắm mai những đóa hoa hồng, ánh mắt như trầm ngâm.